Rồi, hello, chào anh em. Ngày nay mình sẽ tiếp tục series review mì cùng Văn Nóng Lazada nhé. Hôm nay mình có khá nhiều các mì mới, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ ăn thử cái mì Hoàng Đế này đi. Nhìn có vẻ chất. Rồi, mình đang cầm trên tay gói mì tôm chua cay Hoàng Đế. Thật các bạn là tôm Hoàng Đế hay là cua Hoàng Đế thì mình cũng chưa được ăn đâu. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ ăn được mì tôm cua Hoàng Đế. Rồi, cái sản phẩm này của Vifong nhé. Số 1 tại Ba Lan. Ây da, sao mì để bán ở Ba Lan ta? Mì chất lượng xuất khẩu. Nó có cái tem gì của USA đây? Mì tôm chua cay Hoàng Đế Emperor PC gì chắc là tiếng Anh. Ở dưới này nó có ghi là có 5 gói viên tôm và gia vị. Và size gói này thì thực sự lớn luôn, 100g anh ạ. Thường mình ăn thì mì gói chỉ có gói 75g là cũng đã tương đối rồi. 100g gói là khá là lớn nhá. Ở rất tiếc thì có này mình mất hóa đơn rồi, không nhớ rõ là bao nhiêu. Và cũng chả nhớ là mua ở siêu thị nào anh ạ. Chắc là Big C hay là Vinmart gì đấy. Rồi. Ở đằng sau mình sẽ có là đây, mì chất lượng xuất khẩu. Cái này là được nó được giải gì của Ba Lan ấy, nên người ta gọi là được giải nguyệt quế vàng ở Ba Lan. Đó. Con này sản xuất tại Việt Nam nha mọi người. Hay à. Sản xuất tại Việt Nam chi nhánh Hải Dương hay Hồ Chí Minh không biết. Rồi, xem cái này mì đã ăn kiểu gì nào. Cho vắt mì vào tô rót nước. Đậy kín chờ 3 phút, mở nắp và khuấy ô. Cái mì này là mì nước nhá. Hạn sử dụng đến tháng 9 năm 24, hạn sử dụng 6 tháng. Bây giờ mình sẽ cắt xem bên trong. À, xem bên trong ông này có cái gì. Mì Hoàng Đế. Rất là chất luôn. Cái này mình đoán chắc cũng phải là to tiền đấy. Rồi à. Bên trong thì có vẻ hơi phèn. Cái mì nó thì là mì vuông nhá. Mà có khay đựng này. Gói gia vị thì rồi, 5 gói thật. Một gói ớt chili này. Một gói bột súp này. Một gói vegetable là gói rau này. Một gói này là gói cũng vegetable này. Một gói sốt ướt. Ê à, 5 gói gia vị. Rồi, mình sẽ dùng cái nồi nấu mì huyền thoại này. Thêm nước. Cắm dây điện. Rồi. Và tranh thủ thời gian chờ thì mình sẽ bắt đầu thả các gói gia vị dần vào nhé. Đầu tiên là gói màu nâu này. Gói này nó gọi là vegetable. Ủa có ngô, có cái gì ấy. Mùi thơm thơm mùi hành phi. Tiếp theo gói bột súp. Bột súp của nó hơi dài nha. Tiếp theo gói ớt chili này. Cái gói này như là có gói cay sao. Gói ớt, ớt vàng ấy. Chứ không phải ớt đỏ. Rồi gói này cũng vegetable này. Như vậy là 3 gói vegetable. Đây là hành này. Cái này mới là hành thật này. Rồi. Và gói cuối thì sẽ là gói súp sệt nhá. Năm gói gia vị. Ôi. Gói súp sệt rồi ạ. Nhìn gói ui. Cái nước dùng của nó đi. Nó một loại thập cẩm luôn. Này đun sâu lâu sôi phết mà nó lên cái nước vàng đẹp vậy ấy, anh ạ, như kiểu gạch cua. Ra nó cũng ngon đấy anh ạ, nhìn nó ra cái nước vàng như kiểu gạch cua luôn. Rồi nước sôi rồi. Mình ngửi thấy cái mùi là mùi chanh nhá mọi người. Nó có mùi chanh. Nấu bao nhiêu phút ta? Hôm nay ghi nấu trong vòng thôi bao nhiêu phút nhỉ, trái ghi 3 phút. Mình
cái mì này nấu 3 phút thì chắc là cái sợi mì này nó sẽ nhanh mềm rồi. Rồi cho để thêm một tí nữa rồi. Mình thấy cái này nó vẫn chưa tách nhau lắm, nhưng mà topping thì có vẻ nhiều đấy. Rồi 3 phút rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Xem mì tôm hùm hoàng đế này nghe thì rất quạch nhưng mà ăn cái ra gì không. Tôi chơi dầu hơi bị nhiều nước rồi mọi người ạ. Rồi đầu tiên là hơi sai lầm mình là mình cho hơi nhiều nước, và cái mì này thì nó không bắt nước mà nó không hút nước mấy nên là hơi bị lóng bóng, nhưng được cái là cái nước dùng của nó thì màu khá là đẹp, hy vọng mà ngon. Giờ mình sẽ ăn thử nhá, ăn thử mì tôm chua cay hoàng đế của Vĩnh Phong nhá. Đúng là hơi nhiều nước. Rồi bây giờ mình sẽ check đầu tiên topping này. Cái này thì theo mình là trứng nhá, chứ không phải là tôm hùm biết gì đó nhá. Ăn nó giống ra vị trứng này. Đây, cái này chắc là tôm này. Màu cam cam này chắc là tôm. Ăn nó bột bột bèo bèo. Không ra mùi tôm, nó ra mùi như bánh mì. Mà thử sợi mì xem nào. Sợi mì dai, mỏng, nhưng mà ăn thì không ngon lắm. Sợi mì không ngon, bình thường. Là thử nước dùng mà. Nước dùng thì nó có màu cam nhá, có mùi lá chanh, hơi chua chua, cay cay, giống kiểu mì thì này ăn rất phổ biến nhỉ? Nó giống mì Hảo Hảo nhưng mà nó ít cay hơn và nó mùi lá chanh thơm hơn. Thử phít nước dùng như nào. Nhưng mà mình thích cái nước dùng này, nó rất là hợp với Việt Nam ấy. Đấy, người miền Nam mình thích ăn kiểu chua chua. Nói chung cái nước của nó thì được, màu sắc được, mùi vị cũng được. Không có ớt mà sao cay nhỉ? Kiểu nó cay như kiểu nóng nóng như kiểu ăn lắm. Nói chung là tổng quan thì mình lại ăn mình thấy là cũng được, hợp với khu người Việt Nam nhưng mà nóng quá anh ạ. Được. Nói chung là ngoại thất thì cái hình bìa đẹp, chất lượng mì ok, nhưng mà ăn nóng vã mồ hôi rồi. Mà sợi mì có vẻ hơi ít, 100g nhưng mà thấy mì hơi ít. Chắc là nặng gia vị, tại vì cái chảng mì này có tận 5 gói gia vị. Mình nghĩ là nó cay ở cái mức mà Việt Nam ăn được nhé. Chứ nó không cay như cái mì kiểu mì của Hàn Quốc nhá, cái mì con gà đen ấy. Nói chung là phù hợp với người Việt Nam. Không hiểu sao tôi quất nhiều nước thế. Nên khả năng là cũng phải cho nhiều nước quá, cái sợi mì nó hơi bị ngạt là phải. Kinh khủng mọi người. Nghỉ vớt topping như nào. Rồi topping đây. Ủa đó. Có trứng này. Thì thật sự cái trứng ở trong cái mì này nó không ngon mọi người. Nhìn nó đẹp mắt thôi chứ ăn không ngon.
Vì khá là cay nha. Topping nhiều phết. Đây này, cái này những cái giả tôm này. Chúng mình xem thành phần của nó có cái gì nhá. Rồi, bát mì chúng ta sẽ có là bột mì, dầu cọ, bột khoai mì, muối ăn. Rồi, có sốt này, chúng ta sẽ có nước này, dầu cọ, muối ăn, đường, tỏi, tôm, nước mắm, phẩm màu tự nhiên. Có súp chúng ta sẽ có đường, muối, tôm, bột cà chua, chất làm dày, chất đóng gọn cục. Đó. Có topping sấy chúng ta sẽ có là sấy tôm, ruốc sấy, ớt sấy, trứng sấy, hành lá sấy, gói lá chanh. À, gói xanh xanh nữa, mình bóc không phải là gói hành nhá, mà là gói lá chanh nhá. Ngoài ra thì còn gói ớt bột nữa. À, thành phần của nó thì chủ yếu là bột tôm thôi. À, cày ấy, sữa là cũng cày nhỉ. Đây, nó có những con tép nhỏ nhỏ ở dưới này nghe. Nó có rất nhiều tép giống như kiểu ăn bún Huế. Nhưng mà nói chung là gói này có nhiều ưu điểm, nhiều topping, màu sắc đẹp, cay chua. Đây, tép ở dưới nhiều rất là nhiều. Này ăn trời hè sẽ à trời đông thì ngon hơn. Chứ mình ăn cái mùa hè này thì thực sự là vãi mồ hôi luôn. À, cay thực sự luôn. Thì chắt bớt nước này, không thể nó vui hết nước rồi thì mình đã chắt bớt một phần. Đây là còn bớt nước topping dưới. Phê phê luôn. Nó cũng cay dã man đấy các bạn. Bỏng hết mồm à. Rồi, hôm nay mình vừa ăn thử mì tôm chua cay hoàng đế của Vi Phong, gói size 100g với 5 gói gia vị. Rồi, nhận xét của mình về cái gói mì này thì đầu tiên là nó có cái skin ngoại hình khá là đẹp. Mình rất thích cái tông màu đỏ này. Một sản phẩm của Việt Nam bán rất chạy ở Ba Lan nhé. Về phần mùi vị của nó thì được cái là topping con này khá nhiều, phần trứng, phần tôm, rồi màu cái màu của nó cũng khá đẹp, màu hồng hồng cam cam. Và nó cũng khá là cay nhá, khá là cay. Tuy nhiên mình thấy 100g mà cái bát mì có vẻ hơi ít, ăn có vẻ chưa đủ lắm. Đó. Còn nói chung thì hôm nay thì cũng hơi fail chút là nó cho hơi nhiều nước, thành ra là cái vị mì có thể nó hơi bị nhạt. Đó. Rồi, dù sao thì đây cũng là cái mì rất đáng để thử. Bạn nào đã ăn thử cái sản phẩm mì này rồi thì có thể để comment bên dưới video cảm nghĩ các bạn về sản phẩm mình như thế nào nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Ok, xin chào bạn trong các video tiếp theo.